Xin chào cả nhà nha. Hôm nay đến với cái video này mình xin chia sẻ với các bạn cái cách bảo quản rau. Cái rau này là của một người chị bạn cho bà xã mình. Thì cái rau này nếu mà mình nhiều quá mình ăn một lần không hết thì nó bỏ cũng phí lắm. Ở đây mình cũng có một cái cách bảo quản rất là đơn giản mà có thể là mình để một cái thời gian khá lâu mà nó cũng không bị hư nha các bạn. Rồi thì để bảo quản mình cũng ở đây mình có giấy giấy thì các bạn nếu mà các bạn có giấy báo hoặc là giấy tập gì cũng được. Và để mình bảo quản thì trước tiên cái loại cái rau này là mình nên rửa cho nó sạch trước rồi cái mình để cho nó khô nước nha các bạn. Thì các bạn cũng lưu ý là để khô nước mình bảo quản nó được bảo đảm hơn. Rồi bây giờ để mình để bà xã mình sẽ lấy rau bỏ vào trong cái giấy. Đó, như cái này là mình phân ra nó thành từng gói nha các bạn. Cái rau này là mình bỏ vào cho nó vừa dặn với cái đại giấy tùy theo lớn nhỏ mà mình có thể mình bỏ nhiều hoặc là bỏ ít. Ở đây thì trong cái rổ này thì rau nó cũng hơi nhiều cho nên mình sẽ gói thành từng từng tờ. Và lưu ý với các bạn là mình khi mình gói thì mình cũng đừng có nên quấn quá chặt bởi vì quá chặt thì nó cũng không có tốt cho cái mình bảo quản. Rồi sau khi mình cũng quấn một lớp giấy rồi bây giờ mình làm thêm một lớp nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn có giấy nhiều thì có thể là 2 đến 3 lớp thì nó bảo đảm hơn. Bởi vì trong cái vấn đề mà bảo quản này là mình càng kỹ thì để nó càng lâu. Rồi sau khi mình cũng quấn cái này là mình quấn tới 2 lớp giấy rồi. Sau khi mình quấn xong rồi bắt đầu mình tìm một cái bịch bịch tương đối rộng nha các bạn, mình đừng có lấy cái bịch nhỏ. Rồi mình lót vô trong cái bịch 2 lớp giấy nữa rồi mình để vô. Thì theo cái cách này là cũng có người làm rồi nó thành công cho nên mình thấy nó cũng hay cho nên mình chia sẻ lại cho các bạn. Đó, sau khi mình để vô xong hết rồi bắt đầu mình cột cho kín lại. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô tủ lạnh nha các bạn. Thì cái tủ lạnh á, là mình thông thường mình để bảo quản rau á, là mình để cái ngăn ở dưới cùng nè. Cái ngăn dưới cùng nó có cái nắp đậy lại. Thông thường á, mình để thì mình không có bọc á, thì mình để nó sẽ bị cái tình trạng mà nó hơi lạnh quá là nó sẽ bị bỏng, gọi là bỏng lạnh á, nó sẽ dợp rau. Còn nếu mà mình có bảo quản bằng cái cách này á, thì nó bảo đảm là không hư mà để ăn rất là lâu dài nha các bạn. Rồi như vậy là mình cũng vừa làm xong cũng như là mình bỏ vào tủ tủ như thế này nè các bạn. Các bạn cứ làm như vậy á, là nó sẽ bảo đảm được cái vấn đề mình bảo quản nha các bạn. Rồi thôi như vậy là video mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.